Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thương Nguyên Đồ tập 31. Ở cuối tập trước, sau khi độc đàm yêu vương tay cầm lệnh bài, lập tức cảm ứng được cái khác 18 tấm lệnh bài vị trí. Trong đó có 9 khối lệnh bài thành vật vô chủ. Hiển nhiên kia 9 vị đại thống lĩnh đã chết. Liệt Dương Đạo Viện, độc đàm yêu vương lập tức xác định một chỗ, có 2 vị đại thống lĩnh tại cái này, một vị đã chết, một vị khác Ngưu Yêu đại thống lĩnh còn sống. Kia tân tấn nhỏ yếu thần ma, hẳn là còn tại Liệt Dương Đạo Viện, tiếp tục đuổi giết một vị khác Ngưu Yêu đại thống lĩnh. Nhất định phải nhanh tiến đến. Độc đàm yêu vương rất rõ ràng, âm thầm thần ma tại đi săn, một khi thành công chém giết yêu tộc đại thống lĩnh, thần ma liền sẽ rời đi tìm kiếm mới con mồi. Cho nên tìm còn sống đại thống lĩnh mới có hy vọng tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới kia âm thầm thần ma. Hắn tại Đông Ninh Phủ bên trong hóa thành một đạo huyễn ảnh, chung quanh thân thể 10 trượng phạm vi đều tràn ngập hắc vụ. Hắc vụ những nơi đi qua, thi thể đều là hóa thành một đám huyết thủy. Một chút tiềm ẩn tại các nơi nhân tộc các cao thủ làm bị cái này hắc vụ tác động đến lúc, cũng là cái hóa thành huyết thủy mất mạng. Tuy nói vị này độc đàm yêu vương không quá để ý phàm tục, nhưng nếu như thuận đường, hắn hay là nguyện ý dẫm chết những này con kiến nhỏ. Buồn cười nhân tộc, độc đàm yêu vương nhìn xem trên đường đi người phát hiện tộc phàm tục các cao thủ, nếu như không phải nhanh một chút tìm tới cái kia nhỏ yếu thần ma. Vẹn vẹn bằng ta một cái, liền có thể đem một phủ chi địa tất cả nhân tộc tất cả đều diệt sát. Làm thực lực đến trình độ nhất định về sau, liền sinh ra bản chất khác nhau. Nếu là 10 vạn trăm vạn phàm tục đi cùng độc đàm yêu vương chém giết, kết quả chính là độc đàm yêu vương cũng sẽ không thụ một điểm tổn thương, mà nhân tộc phàm tục lại bị giết sạch. Đương nhiên, chiến tranh chân chính, phàm tục nhóm thấy tình thế không ổn đã sớm tứ tán chạy trốn, yêu vương lợi hại hơn nữa cũng chia thân thiếu phương pháp. Lúc này liền thể hiện ra yêu tộc đại quân tác dụng. Nhân tộc phàm tục phục nghĩa vụ quân sự tại thành quan cũng là vì ngăn cản châu chấu yêu tộc đại quân. Về phần yêu vương, đều là thần ma nhóm đi ngăn cản. Độc đàm yêu vương tốc độ nhanh đáng sợ, chạy tới Liệt Dương Đạo Viện. Liệt Dương Đạo Viện, rút lui, chúng ta rút lui. Yêu tộc một phương sĩ khí tan rã, thậm chí đều ở hạ phong. Cái này làm cho nhiều yêu tộc thống lĩnh cũng bắt đầu hạ lệnh rút lui. Từng đầu đám yêu quái từ cửa sổ nhảy xuống chạy trốn. Những yêu tộc kia thống lĩnh nhóm càng là trốn nhanh chóng. Giết bọn chúng, giết bọn này yêu quái. Liệt Dương bảo bên trong đám người chiến ý càng thêm cao, từng cây đoản mâu ném ra xuyên qua yêu quái thân thể. Sang nỏ tên nỏ bị bắn ra, càng là xuyên hồ lô giống như có thể bắn thủng một đường thẳng thượng mấy yêu quái. Liệt Dương bảo bên trong đám người thừa thắng xông lên, đánh chó mù đường, đuổi giết đám kia đám yêu quái. Đám yêu quái cũng là có trí tuệ, bọn chúng cũng nhìn ra được, Giao Long đại thống lĩnh đã chết. Ngưu Yêu đại thống lĩnh sợ là cách cái chết cũng không xa. Coi như Ngưu Yêu đại thống lĩnh có thể chạy thoát mạng sống, vị kia nhân tộc cao thủ quay tới đồ sát bọn chúng bọn này yêu tộc, bọn chúng chết sẽ nhanh hơn. Thế cục chú định không cách nào nghịch chiến. Cho nên, còn không bằng thừa dịp cái này nhân tộc cao thủ cùng Ngưu Yêu đại thống lĩnh chém giết lúc, mau chóng đảo mệnh. Cái này nhân tộc cao thủ lợi hại hơn nữa cũng vẻn vẹn một người, chỉ cần bọn chúng nhóm lớn yêu quái trốn đủ xa, lại đều tứ tán chạy trốn. Coi như vị kia người thần bí tộc cao thủ muốn truy kích, lại có thể truy kích mấy cái. Bọn chúng có thể trốn, ta lại trốn không thoát. Ngưu Yêu đại thống lĩnh đã thi triển cấm thuật, dẫn động thiên địa chi lực, chung quanh cũng bắt đầu hình thành cuồn cuộn sóng nước. Ngưu Yêu đại thống lĩnh nắm lấy một cây cái xiên cua ngăn cản Mạnh Xuyên bổ tới đao quang. Mạnh Xuyên thân ảnh cực nhanh, nhưng khi tới gần Ngưu Yêu đại thống lĩnh lúc, cuồn cuộn sóng nước trở ngại nhường Mạnh Xuyên tốc độ cũng suy giảm ba thành, xuất đao cũng đồng dạng chậm không ít. Ngưu Yêu đại thống lĩnh một cây cái xiên vung vẩy kín không kẽ hở, hoàn toàn ngăn trở Mạnh Xuyên đao. Không thi triển tâm hồn chi lực, ta cùng yêu quái đại thống lĩnh cũng chỉ là thực lực tương đương. Mạnh Xuyên âm thầm lắc đầu, không thể kéo dài thời gian, ta còn phải mau chóng đi tổ trạch nhìn xem. Cô tổ mẫu cũng là nhắc nhở qua chính mình, đi tận lực bảo hộ. Tuy nói Bát Đại Đạo Viện là yêu tộc đại quân tiến đánh mục tiêu thứ nhất, quan phủ nha môn, quân bị kho vũ khí, ngũ đại thần ma gia tộc còn muốn xếp tại đằng sau. Nhưng dù sao quan hệ đến Mạnh gia 3.000 tộc nhân an nguy. Tại thần ma yêu vương trở xuống, chính mình vẫn là có mấy phần lực uy hiếp, cũng là có nắm chắc đi bảo hộ gia tộc. Đương nhiên nếu là Ngọc Dương cung bên kia thần ma cùng yêu vương chiến đấu, thần ma chiến bại, theo cô tổ mẫu nói, chính mình cũng chỉ có thể lập tức đảo mệnh. Ngọc Dương cung chủ, cô tổ mẫu bọn hắn nhất định có thể thắng. Mạnh Xuyên chỉ có thể như thế chờ đợi. Trong lòng hiển hiện rất nhiều suy nghĩ, chiến đấu cũng không dừng lại. Trước đó nếm thử hai đao đều sau khi thất bại, Mạnh Xuyên lần nữa tâm hồn chi lực dung nhập nhục thân mỗi một chỗ. Toàn thân mỗi một cây gân cốt,
cơ bắp phát lực phối hợp đều tốt lên rất nhiều, chân nguyên vận chuyển cũng nhỏ bé rất nhiều. Kết hợp lại bộc phát lực lượng tốc độ lập tức tăng nhiều, thực lực cũng trực tiếp vượt qua một cái lớn cấp độ. Tốc độ của hắn, Ngưu Yêu đại thống lĩnh hai mắt trợn tròn xoe, trước đó nhân tộc này cao thủ giết Giao Long đại thống lĩnh cũng là đáng sợ như vậy tốc độ. Cho dù có trùng điệp sóng nước ngăn cản, kia lôi đỉnh thân ảnh vẫn như cũ nhanh không thể tưởng tượng, Ngưu Yêu đại thống lĩnh miễn cưỡng tới kịp đầu não phản ứng. Trong tay kia một cây cái xiên mới vừa vặn huy động một nửa, đao quang liền đâm xuyên mi tâm của nó vị trí, quán xuyên nó cái này đầu châu đầu lâu, ý thức nháy mắt lâm vào hắc ám. Ngưu Yêu đại thống lĩnh, đồng dạng mất mạng. Ngưu Yêu đại thống lĩnh thân thể cao lớn ầm vang đổ xuống, khiến mặt đất đều chấn lên bụi mù. Ngưu Yêu đại thống lĩnh cũng chết rồi. Mau trốn a. Mau trốn a. Những cái kia vốn là đang lẩn trốn đám yêu quái, từng cái hận không thể nhiều sinh mấy chân, tứ tán điên cuồng chạy trốn. Mạnh Xuyên quét mắt, toàn bộ phân tán trốn, chính mình truy một cái phương hướng nhiều nhất giết 3-5 cái phổ thông yêu quái mà thôi, thật không đáng lãng phí thời gian của mình. Mạnh Xuyên trực tiếp hướng Liệt Dương Bảo tiến đến, hắn muốn nhìn một chút Thất Nguyệt tình huống. Xinh đẹp, quá lợi hại. Mạnh sư huynh, ngươi là chúng ta Bát Đại Đạo Viện đại sư huynh. Có Liệt Dương Đạo Viện các đệ tử cao giọng kích động hô. Mạnh công tử quá lợi hại, một người liền chém giết hai tên yêu tộc đại thống lĩnh. Bọn quan binh, giải nghệ các lão binh đồng dạng tán thưởng, từng cái vui vẻ ra mặt, đều nhìn nơi xa hướng Liệt Dương Bảo bay tán loạn chạy tới Mạnh Xuyên. Bọn hắn đương nhiên nhận biết danh mãn Đông Ninh phủ Mạnh công tử. Bỗng nhiên bọn hắn sắc mặt đều thay đổi. Cả đám đều nhìn về phía nơi xa. Nguyên bản tựa ở vách tường thân thể hư nhược Liễu Thất Nguyệt, cũng cười nhìn kia chạy tới Mạnh Xuyên, có thể bỗng nhiên nàng cũng nhìn thấy đằng sau một màn kia tràng cảnh, cũng lộ ra hoảng sợ sắc. Mạnh sư huynh cẩn thận. Mạnh công tử, cẩn thận đằng sau. A Xuyên, cẩn thận. Nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mạnh Xuyên ngay từ đầu còn không có phát giác, có thể hắn phạm vi cảm ứng chừng một dặm. Tại đối phương tới gần đến một dặm phạm vi lúc hắn lập tức phát giác được một cỗ khủng bố đáng sợ khí tức. Khí tức kia mãnh liệt, so đã từng hắn nhìn qua cô tổ mẫu khí tức còn cường thịnh hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng có cô tổ mẫu trọng thương hư nhược duyên cớ. Đáng sợ như vậy khí tức, Mạnh Xuyên lập tức quay đầu nhìn lại. Hậu phương nửa bầu trời đều là một mảnh hắc vụ mênh mông, kia kinh khủng tồn tại khoảng cách Mạnh Xuyên một dặm thời điểm. Kia hắc vụ cũng đã lan tràn phạm vi trăm trượng, khoảng cách Mạnh Xuyên cũng chỉ còn lại không tới trăm trượng. Vị kia tồn tại, lấy tốc độ kinh người tới gần, tốc độ so Mạnh Xuyên đều muốn nhanh hơn nhiều. Che chắn nửa bầu trời mênh mông hắc vụ, cơ hồ nháy mắt liền tới Mạnh Xuyên trước mặt. Mạnh Xuyên 10 trượng cảm ứng phạm vi cũng phát giác được hắc vụ bên trong vô số cùng cho bụi lớn tiểu hắc giả. Những nơi đi qua Liệt Dương Đạo Viện bên trong nguyên bản nằm đại lượng thi thể đều cấp tốc hóa thành một vũng máu. Giờ phút này vô số tiểu hắc xà hình thành hắc vụ đang thôn phệ mà tới. Giết chết hai tên đại thống lĩnh, vậy mà là một phàm tục. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Một đạo khàn khàn thanh âm lạnh như băng từ hắc vụ chỗ sâu truyền đến. Là yêu vương. Mạnh Xuyên trong lòng siết chặt, là cùng thần ma sánh ngang yêu vương. Hắc vụ phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Mạnh Xuyên lúc này chỉ có hai lựa chọn. Một là hướng phía trước đào mệnh, dù sao kia độc đàm yêu vương cách hắn còn từng có trăm trượng khoảng cách. Lợi dụng được cái này trăm trượng khoảng cách cũng có thể gia tăng một tia sinh cơ. Hai chính là bị hắc vụ nuốt hết. Ta cũng phải thử một chút, yêu vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mạnh Xuyên không có lựa chọn hướng phía trước đào mệnh. Phía trước là Liệt Dương Bảo, kia tràn ngập trăm trượng hắc vụ nếu là đi ngang qua Liệt Dương Bảo phải chết bao nhiêu người. Trốn vào địa đạo chỗ sâu có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Thế nhưng là Thất Nguyệt bọn hắn từng cái không thể trốn vào địa đạo, đều đem hóa thành huyết thủy. Mạnh Xuyên không chút do dự tâm hồn chi lực dung nhập nhục thân, đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất cùng một vị yêu vương tiến hành chém giết. Tử vong uy hiếp hạ hắn kiệt lực nắm trong tay trong thân thể ẩn chứa mỗi một phần lực lượng, tâm hồn chi lực phối hợp với hắn, đào xới thân thể tiềm lực. Giờ khắc này hắn nháy mắt liền hóa thành một tia chớp thân ảnh. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện liền đón xông vào hắc vụ bên trong. Đây là Mạnh Xuyên nhiều năm như vậy bộc phát tốc độ nhanh nhất. So hắn giết ba vị yêu tộc đại thống lĩnh lúc bộc phát tốc độ còn muốn càng nhanh. Hiển nhiên yêu vương mang tới áp lực quá lớn. Độc đàm yêu vương đang bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới, Mạnh Xuyên chẳng những không trốn, ngược lại chủ động nghênh tới, khiến cho lẫn nhau trăm trượng khoảng cách, một cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất. Tốc độ thật nhanh, độc đàm yêu vương lấy làm kinh hãi. Thật đáng sợ xương độc, Mạnh Xuyên xông vào hắc vụ về sau, liền lập tức phát giác được tự thân bên ngoài thân chân nguyên lọt vào điên cuồng ăn mòn, may mắn tâm hồn chi lực trưởng khống hạ. Chân nguyên vận chuyển cũng kín đáo vượt qua gấp 10, sức chống cự tăng nhiều, một cái hô hấp thời gian, ta hộ thể chân nguyên liền sẽ bị ăn mòn hầu như không còn, nhất định phải nhanh.
Mạnh Xuyên nháy mắt liền đến Độc Đàm Yêu Vương phụ cận. Yêu Vương bên ngoài thân hắc vụ càng thêm nồng đậm, như là 10 trượng lĩnh vực, nhường Mạnh Xuyên thấy rõ bộ dáng của đối phương. Đây là toàn thân có lộng lẫy làn da màu xanh hình người xà yêu, cầm trong tay một cây trường mâu, con mắt màu xám băng lãnh nhìn xem Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên sát ý trùng thiên, đang áp sát sát na, một đạo đao quang liền sáng lên. Lôi đình cực hạn bạt đao thức. Đao quang như nước, chém tới vị này Yêu Vương. Yêu Vương lại như thế nào? Cũng chỉ là đặc thù chút sinh mệnh, một dạng có thể giết. Mạnh Xuyên tự nhận là ngưng đan cảnh giới chính mình, thần ma căn cơ liền so cùng thế hệ thâm hậu nhiều, liền nắm giữ nửa bước thần ma thực lực. Tâm hồn chi lực bộc phát hạ, chưa chắc không thể lấy uy hiếp một phen Yêu Vương. Một đao bổ ra, cắt tại Độc Đàm Yêu Vương bên ngoài thân hắc vụ thượng, cái này hộ thể hắc vụ vô cùng cứng cỏi, Mạnh Xuyên một đao uy lực bị trùng điệp suy yếu. Vẹn vẹn chém vào hắc vụ ước chừng một tấc liền hoàn toàn dừng lại, chính mình toàn lực một đao vậy mà chỉ có thể bổ ra một tấc hắc vụ. Mà cái này Yêu Vương hộ thể hắc vụ lại là có ước chừng hơn một trượng dày. Một đao này, nhường Mạnh Xuyên triệt để tâm lạnh. Chênh lệch quá lớn. Quá lớn. Độc Đàm Yêu Vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này, hắn đều khinh thường huy động trường mâu ngăn cản. Mặc cho Mạnh Xuyên một đao bổ vào hắn hộ thể hắc vụ thượng, hắn rất tình nguyện nhìn thấy cái này phàm tục thiên tài lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Trốn. Mạnh Xuyên bổ ra một đao về sau, nháy mắt thi triển thần ma cấm thuật. Thể nội từng cái khiếu huyệt cũng bắt đầu bộc phát mạnh hơn chân nguyên, toàn thân gân cốt cơ bắp bắt đầu siêu cực hạn bộc phát. Phối hợp tâm hồn chi lực, hắn lấy vượt xa vừa rồi tốc độ, hóa thành một tia chớp thiểm điện thẳng đến hướng nơi xa, cấp tốc đào mệnh, tốc độ nhanh Độc Đàm Yêu Vương đều có chút kinh ngạc. Nhưng theo sát lấy Độc Đàm Yêu Vương liền lập tức đuổi theo. Kia là một vị rất đáng sợ yêu vương, Liệt Dương Bảo bên trong, trung viện trưởng và rất nhiều lão binh kinh nghiệm phong phú. Một chút liền đoán ra cái kia đáng sợ hắc vụ đầu nguồn nhất định là một vị yêu vương. Chúng ta xong. Mau trốn, tách ra trốn. Đều có lão binh lo lắng hô. Có thể đi theo đám bọn hắn liền sửng sốt. Bởi vì Mạnh Xuyên hóa thành một đạo thiểm điện thân ảnh chủ động xông vào hắc vụ, rất nhanh liền xuyên thấu hắc vụ phạm vi, từ hắc vụ một chỗ khác thoát ra, cấp tốc hướng nơi xa đảo mệnh. Hắc vụ cũng cấp tốc co vào đến chỉ có 10 trượng phạm vi. Trong khói đen lờ mờ có thể nhìn thấy một có cao 2-3 trượng yêu vương thân ảnh đuổi giết Mạnh Xuyên. Cả hai một chạy một đuổi, cấp tốc biến mất ở phía xa. Mạnh công tử là vì cứu chúng ta, hướng một phương khác hướng trốn, đem tên kia yêu vương cho dẫn đi. Trung viện trưởng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vì cứu chúng ta, rất nhiều các lão binh bọn quan binh, đạo viện các đệ tử đều trầm mặc. Có lẽ đối toàn bộ Đông Ninh Phủ mà nói, đối cả nhân tộc mà nói, Mạnh công tử so với chúng ta cái này mấy ngàn cái tính mạng càng quan trọng. Một vị tay cụt lão giả trầm giọng nói. Những người khác trầm mặc. Bọn hắn có người nguyện ý dùng mạng của mình đổi Mạnh Xuyên còn sống, nhưng càng nhiều người vẫn là muốn sống. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt xa xa nhìn xem, đã nhìn không thấy Mạnh Xuyên thân ảnh, có thể nàng hay là nhìn xem cái hướng kia, trong mắt nàng tràn đầy nước mắt. Mạnh Xuyên tại xông ra hắc vụ về sau, liền lập tức ngưng sử dụng tâm hồn chi lực, tâm hồn chi lực chỉ còn sót lại cực ít một chút. Trốn. Mạnh Xuyên thi triển thần ma cấm thuật, làn da cũng hơi phiếm hồng, hóa thành một đạo thiểm điện thân ảnh liều mạng chạy trốn. Vừa rồi ngươi thi triển cái chiêu số gì, làm sao thực lực đề thăng nhiều như vậy? Độc Đàm Yêu Vương thu liễm hắc vụ, vẻn vẹn duy trì 10 trượng phạm vi. Trước đó bộc phát ra phạm vi trăm trượng là vì nhất cử bắt được Mạnh Xuyên. Ai nghĩ Mạnh Xuyên bộc phát ra tốc độ thật là kinh người. So hắn nhị trọng thiên yêu vương tốc độ cũng còn phải nhanh hơn, tốc độ ngươi thật có chút dọa ta, đáng tiếc, đao pháp của ngươi liền nhược nhiều lắm, mà lại ngươi bây giờ tốc độ cũng chậm lại. Mạnh Xuyên cũng minh bạch chênh lệch. Yêu vương cường đại là toàn bộ phương vị cường đại. Chính mình chung quy là phàm tục, rất nhiều phương diện thiếu quá nhiều, tại phàm tục bên trong có thể xưng hùng, đối mặt thần ma yêu vương cuối cùng kém quá xa. Ngươi trốn không thoát. Phía sau Độc Đàm Yêu Vương vung tay lên, ngón tay một điểm liền bắn ra một đạo lưu quang, sắc bén vô song. Uy lực đều so Mạnh Xuyên dung nhập tâm hồn chi lực bộc phát lôi đình cực hạn bạt đao thức còn muốn đáng sợ nhiều. Đạo này lưu quang phóng tới, Mạnh Xuyên cảm ứng được một đạo nồng đậm hoàn hình dáng khí tức phóng tới, tự nhiên trước một bước né tránh. Lưu quang bắn thủng bên cạnh một cây đại thụ, đem đại thụ thân cây bắn ra cái lỗ thủng, lại hướng phía trước bay ra mấy chục trượng, đánh vào một tòa trên núi giả mới nổ tung. Tiện tay một chỉ, cứ như vậy đáng sợ. Đây là yêu vương sao? Mạnh Xuyên càng thêm rõ ràng minh bạch tự thân trên lệch, chính mình cũng dám hướng đối phương xuất đao, thật sự là người không biết không sợ. Vậy mà tránh đi rồi. Độc Đàm Yêu Vương đuổi theo, tiện tay một chỉ. Từng ngón tay lưu quang bắn ra.
Mỗi một đạo lưu quang hoặc là tại mặt đất bắn ra cái đen như mực lỗ thủng, hoặc là liên tiếp xuyên qua nhiều tầng dân cư vách tường, uy lực nhường Mạnh Xuyên run sợ. May mắn lẫn nhau khoảng cách gần trăm trượng, Mạnh Xuyên mặc dù liều mạng trốn, không có hướng về sau nhìn, lại có thể rõ ràng cảm ứng đến kia hoàn hình dáng từng đạo lưu quang đánh tới, tự nhiên có thể trước giờ né tránh. Độc Đàm Yêu Vương phẫn nộ, năm ngón tay đồng thời bắn ra từng đạo lưu quang, không lo được tiết kiệm thể nội yêu lực. Thế nhưng là Mạnh Xuyên vẫn như cũ trơn trượt vô cùng, phảng phất có sau lưng mắt có thể trước giờ tránh ra tới. Một cái phàm tục có thể tùy tiện chém giết yêu tộc đại thống lĩnh. Trước đó cùng ta giao thủ một sát na bộc phát tốc độ, so ta cái này nhị trọng thiên yêu vương đều muốn mau mau, mặc dù phương diện khác rất yếu. Có thể hắn chỉ là cái phàm tục, cứ như vậy lợi hại, tuyệt đối xem như phàm tục bên trong tuyệt thế thiên tài. Thiên tài tuyệt thế như vậy, treo thưởng thế nhưng là cao vô cùng. Độc Đàm Yêu Vương đối Mạnh Xuyên rất có hứng thú. Thần ma mặc dù cường đại, nhưng một chút tân tấn nhỏ yếu thần ma, đối yêu tộc uy hiếp là có thể sơ sót. Ngược lại là phàm tục bên trong tuyệt thế thiên tài, tiềm lực mới đáng sợ, trở thành thần ma sau. Cũng có hy vọng trở thành thần ma bên trong cường giả khủng bố. Cho nên có thể được cho tuyệt thế thiên tài, yêu tộc đều sẽ có cách xù treo thưởng. Tại Độc Đàm Yêu Vương xem ra, người trẻ tuổi trước mắt này tộc liền có thể đổi lấy cách xù treo thưởng. Ta thân pháp này không đủ nhanh a, cũng được, vì một vị thiên tài, liền ngẫu nhiên thi triển hạ cấm thuật đi. Cấm thuật chỉ cần thời gian ngắn chút, ảnh hưởng vẫn tương đối tiểu nhân. Độc Đàm Yêu Vương tâm niệm vừa động, yêu lực đột nhiên bộc phát. Tại Mạnh Xuyên cảm ứng bên trong, sau lưng vị kia yêu vương khí tức đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, tốc độ cũng là tăng vọt, cấp tốc rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Không tốt. Mạnh Xuyên trong lòng càng thêm lo lắng. Lẫn nhau nguyên bản gần trăm trượng khoảng cách, kịch liệt rút ngắn, 80 trượng, 60 trượng, 40 trượng, rút ngắn tốc độ thật nhanh. Mạnh Xuyên thi triển thần ma cấm thuật hạ mặc dù rất nhanh, một đường lướt qua rất nhiều dân cư, rất nhiều phế tích, từng đầu dòng sông, nhưng sau lưng yêu vương thi triển cấm thuật hạ rõ ràng càng nhanh. Tâm hồn chi lực. Cuối cùng còn sót lại một chút tâm hồn chi lực, Mạnh Xuyên lại lần nữa bộc phát. Tốc độ lại tiêu thăng, cố gắng kéo ra lẫn nhau khoảng cách, nhưng rất nhanh tâm hồn chi lực hao hết, lẫn nhau khoảng cách miễn cưỡng kéo ra đến 60 trượng, lại lần nữa thu nhỏ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mạnh Xuyên liều mạng chạy trốn. Hắn đương nhiên không muốn chết. Trên người hắn gánh vác gia tộc hy vọng. Hắn cũng không hoàn thành tại mẫu thân trước mộ lời thề, trở thành thần ma. Hắn thậm chí cũng còn không có giết chết qua một cái yêu vương. Nhiều năm như vậy tu luyện, hắn có quá nhiều khát vọng, làm sao cam tâm chết. Trốn 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 a. Mạnh Xuyên trong nội tâm ý niệm mãnh liệt, khiến thân thể chân nguyên kết hợp cũng càng sâu mấy phần, tốc độ lại vẫn cứ đề thăng hai thành. Trong truyền thuyết, nhục thân có được rất khổng lồ tiềm lực, bình thường chiến đấu phát huy ra vẻn vẹn là nhục thân tiềm lực một góc của băng sơn. Nếu là một vô cùng cường đại thần ma, đến thao túng bộ thân thể này, bộc phát thực lực có lẽ là gấp mười mấy chục lần. Thế nhưng là Mạnh Xuyên tại tuyệt cảnh hạ tốc độ đề thăng hai thành về sau, liền đến hắn cực hạn. 30 trượng, 20 trượng. Khoảng cách càng ngày càng gần, Mạnh Xuyên cảm ứng rõ ràng đến đằng sau cỗ khí tức kia càng ngày càng gần. Ta Mạnh Xuyên, sẽ chết tại đây sao? Chết tại một vị yêu vương trong tay. Mạnh Xuyên giờ khắc này trong lòng bi thương không cam lòng, nhưng lại không có cái gì biện pháp. Đến đây thì cũng khép lại tập 31 Thương Nguyên Đồ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.